Xin chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn nha. Tôi đang có mặt tại cái đoạn đường từ quốc lộ 1A xuống dưới xã Xuân Phương và Vũng Trào, Vũng La, Vũng Me. Thì ở đây đi ngang qua thì có một cái xưởng đóng ghe composite rất là lớn. Xưởng là A Đệ và A Tịnh. Hôm nay thì có nhiều sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện. Thì kênh Lan Thanh Trung Bảo sẽ quay lại cho cô chú, các anh chị và các bạn chúng ta cùng tham quan xưởng A Tịnh. Đây cho ta xem nha. Ở đây là có hai cái xưởng ghe rất là lớn. Đó là xưởng ghe của anh A Đệ và xưởng ghe của anh A Tịnh. Tọa lạc tại cái trục đường từ quốc lộ 1A xuống xã Xuân Phương và xuống dưới Phú Mỹ, Vũng Trào, Vũng La nha. Ở đây chúng ta thấy đây là xưởng ghe đồng đội A Tịnh. Rất là nhiều các cái mẫu ghe đẹp composite đã được đóng mới và sửa chữa tại đây. Hôm nay thì có một mẫu ghe đang trong quá trình hoàn thiện này, muốn giới thiệu tới cô chú, anh chị và các bạn một chút. Đây là một chiếc ghe. Anh. Anh giới thiệu dùng cái chiếc ghe này chút này. Anh cảm chào anh ạ. Anh là kỹ thuật của xưởng ghe A Tịnh. Thì hôm nay kênh Lang Thang Sông Cầu đi ngang qua đây thì thấy có một chiếc ghe đang trong quá trình hoàn thiện. Thì cũng nhân dịp này thì cũng anh giới thiệu cái sản phẩm ghe này cho cô chú, các anh chị và các bạn trên kênh biết một chút ạ. Đây anh ơi. Hey. Anh cầm này. Chiếc này dài 7m8 này. Chiếc đây có chiều dài cơ sở là 7m8. Ngang 2m. Ngang 2m, anh giới thiệu đi ạ. Nói vậy thôi. Đây là chiếc ghe đang trong quá trình hoàn thiện tại xưởng ghe A Tịnh. Có cái chiều dài cơ sở là 7m8 và chiều ngang 2m. Như chúng ta thấy đây. Đang được xưởng ghe A Tịnh hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng đây. Chúng ta xem đây. Đây nha. Chiếc ghe này có một cái bên trong đây có nhiều cái khoang. Chúng ta nhìn thấy này, nhiều cái khoang đây thì để sử dụng trong quá trình mà bà con chúng ta hành nghề trên biển nha. Có thể đi đánh bắt cá này, rồi đi câu mực này, rồi đi chở mồi để phục vụ cho quá trình nuôi trồng thủy hải sản trên biển đây. Ta xem đây. Chúng ta nhìn thấy cái form này, mẫu mã của xe này cũng rất là, cái chiếc ghe này rất là đẹp. Chúng ta thấy đây là chân vịt nha. Chân vịt của chiếc ghe này. Đó. Đây. Đây là chân vịt. Đây đang được xưởng A Tịnh đang trong quá trình hoàn thiện để bàn giao cho khách. Đây. Anh ơi, chiếc ghe này là mình đóng hoàn chỉnh luôn không? Hoàn chỉnh luôn hay là khách người ta có cái yêu cầu gì đặc biệt không anh? Thì người ta đặt cho mình kích cỡ bao nhiêu đó mình làm thôi. Làm rồi bắt đầu mình cũng máy móc rồi các thứ luôn đúng không anh? Người ta đặt máy mình nhận hết luôn. Nhận luôn là cái chiếc xe ghe như thế này là khoảng bao nhiêu tiền anh ạ? Cái vỏ phòng là 80 lên triệu. Cái vỏ không như vậy á? Còn máy móc lên hoàn thiện luôn. Là máy như máy D30 thì nó 19 triệu. 49 với 80 là đây là 139 triệu. 139 triệu là hoàn thiện luôn toàn bộ luôn á. Nói chung là sắt cần dầu xuống trẻ thôi. Là chiều dài là 78. Rồi. Rồi đẹp à, lớn này nha. Rồi cảm ơn anh ạ. Ở đây chúng tôi cũng quay qua cho cô chú, anh chị và các bạn biết một chút nha, tham quan một chút về cái xưởng ghe A Tịnh này. Ở đây cũng là một cái chiếc đây là cái vỏ hay là cái ghe anh? Cái khuôn. Cái khuôn. Đây là cái khuôn này. Đây là cái khuôn 9m rưỡi anh. Đây là cái khuôn 9m rưỡi. Ngang 2m7. Ngang 2m7 nha. Đây cũng là cái khuôn đây. Ở đây là các anh cũng đang thi công cho một cái bộ phận của chiếc ghe. Đây giống như cái nóc của anh ạ. Cái mùi của chiếc ghe 7m8. Đây là cái mùi của chiếc ghe 7m8. Đây đang được các anh bên kỹ thuật của xưởng ghe A Tịnh thi công cho ta thấy nha. Để lên được một cái chiếc ghe cho bà con ra khơi bám biển là có rất là nhiều các cái công đoạn mà nhờ các bàn tay khéo léo của các anh kỹ thuật thì sẽ làm cho bà con những sản phẩm đi ra ngoài biển đánh bắt, nuôi trồng và hành nghề trên biển được yên tâm. Để chúng ta xem đây nhé, với những cái đường nét rất là điêu luyện, kỹ thuật rất là sắc bén để cho ra những sản phẩm chắc chắn cho bà con.
Bây giờ thì chúng tôi sẽ đi ra ngoài bến, một cái bến là có một chiếc ghe mới vừa mới bàn giao đúng không anh ạ? Bàn giao thì quay qua thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem một chút. Ở đây là một chiếc ghe đang cái này là sửa chữa đúng không anh ạ? Đúng ạ. Ở đây đang sửa chữa tại xưởng ghe Tịnh đây. Chúng ta thấy đây các anh kỹ thuật của xưởng ghe Tịnh cũng đang rất là kỹ và gia cố lại chiếc ghe cho khách hàng. Chúng ta thấy đây. Đây là bộ phận chân vịt này anh ạ. À, chúng ta thấy đó. Đây là cái kỹ thuật đóng ghe composite. Đây là các chuyên gia kỹ thuật của xưởng ghe Tịnh. Rồi, cảm ơn các anh. Ở đây chúng ta thấy đây, đây là một chiếc ghe rất là mới, vừa một mà được bàn giao cho khách đây. Cho ta xem đây. Thì sẵn đây thì cũng quay cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta thấy một chút, bởi vì nước cạn cho nên là chúng ta không thấy hết được cái độ đẹp và cái độ hoành tráng của chiếc ghe này nha. Đây cho ta xem này. Đây, một chiếc ghe rất là đẹp nha. Vừa được bàn giao này. Bàn giao từ xưởng ghe đây. Đây chúng ta xem. Sẵn cái dịp này thì kênh Lăng Thang Sông Cầu quay để cho cô chú các anh chị và các bạn cho ta biết một chút nha. Đây. Khi mà nước lớn thì chiếc ghe này nổ trên mặt nước rất là đẹp. Và những hình ảnh này cho phép tôi được khép lại cái buổi review tại xưởng Composite A Tịnh A Đệ, tòa lạc tại Phú Mỹ, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu. Cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.